để đi lên tới những cái hang động ở Ô Tà Sóc này, chúng ta phải đi qua những cái bậc thang như thế này và lên đến trên cái đỉnh Ô Tà Sóc là khoảng 700 m. Đây là cái đường đi lên khu hang động Ô Tà Sóc, nơi có cứ điểm của quân du kích thuộc mặt trận giải phóng miền Nam. Xin chào các bạn, hiện mình đang đứng tại khu vực Ô Tà Sóc. Đây là một cái ngọn đồi nằm trong núi dài Giải Thất Sơn thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Và sau lưng của mình đây, trước 1975 vào cái giai đoạn năm 1962, đây là một cái cứ điểm của lực lượng dân quân du kích dùng làm nơi ẩn nấp cũng như là nơi hoạt động. Hiện mình đang đứng tại hang quân dân y. Bây giờ bước lên hang, xin mời các bạn chúng ta cùng vào tham quan xem bên trong hang như thế nào. Và sau đó mình sẽ lần lượt đi tất cả các hang trên cái đồi Ô Tà Sóc này. Và tiếp tục đi qua cái đồi Ma Thiên Lãnh là cái nơi mà có một cái hang đã bị sập. Nơi đó đã có rất nhiều người đã nằm xuống đó. Thì bây giờ mời các bạn chúng ta cùng đi vào nhé. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào tham quan là các hang nhé. Để mình mở đèn lên nhé. Trên đây có một cái lỗ trống giống như cái giếng trời. Để mình đi vào cái hang quân nhân y nha. Chúng ta quan sát toàn cảnh khu vực hang quân dân y. Và cái hang này đi sâu vào trong tí xíu. Ở đây người ta cũng có cắm những cái lưng hương thờ những cái người mà đã khuất mại ở đây. Đây có cái đường đi lên, để chúng ta đi lên để thử coi nhá. Đây thì có thể nói là rất âm u, toàn là rừng núi. Và lúc nãy mình đi thì mình đi cùng với bà xã, đi lên mới cái lưng chừng núi thôi, bà xã mệt quá đi không nổi, vì vậy mình đi một mình. Cái đường này đi trở ra không với cái cửa hang lúc nãy mình đi vô. Đây là cái cửa hang lúc nãy mình vào đó các bạn. Và từ ngay chỗ này nó sẽ thông qua tới phía bên đây, đi ra đường này. Đó là phía ở phía dưới cái hang quân nhân y hồi nãy mình đã đi qua. Bây giờ mình tiếp tục đi lên những cái hang trên nữa nha.
Ở đây thì có thể nói là rừng núi hoang vu. Đi một mình như thế này thật sự là cảm thấy cũng sợ tí. Nhất là đi vào những cái hang, nó có cảm giác như nó lạnh, rất khó tả. Nhưng mà mình cũng như là những bạn nào mà thích phiêu lưu, mạo hiểm, đi khám phá những cái nơi bí ẩn hang động, thì Ô Tà Sóc này rất phù hợp để chúng ta đi tham quan, trải nghiệm. Ở đây chúng ta phải đi ngang kia. Cái này giống như là một con suối từ trên đỉnh núi nó đổ xuống, nhưng mà mùa này là mùa nắng cho nên không có lượng nước từ ở trên núi đổ xuống. Rồi chúng ta xuống đây, chúng ta đi tiếp bên kia nhé. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Này gọi là đi tham quan, khám phá, mạo hiểm. Đi chỉ một mình duy nhất thôi. Có một cái hang để mình đi vào coi cái hang này gọi là hang gì. Bên đây có một cái đường đi vô, có cái miệng hang, và bên đây cũng có một cái miệng hang. Nhưng mà ở đây thì không có ghi chú hang này là hang gì. Mình đi xuống thử xem nha. Nhánh để đi, nhánh bên trái và cái nhánh bên phải. Cái nhánh này chắc có lẽ là đi trở lên. Thì chúng ta đi vô cái nhánh bên trái thử coi nha. Rất vắng lặng. Ở đây chắc là cái nơi để nghỉ ngơi của lực lượng dân quân du kích. Ở đường này để đi ra ngoài rừng. Đây là cái đường nãy mình đi vô suốt đó. Rồi mình đi vòng qua bên kia xem sao. Đây gọi là cái hang dân phòng tỉnh quỷ.
cái hang này sâu nè, đi càng lúc càng sâu. Và đây cũng có một cái đường đi lên, và phía bên đây cũng có, bên trái cũng có một cái đường. Bây giờ chúng ta đi lên thử bên trái nha. Sâu. Ở trong đây có dơi nữa. Đây gọi là cái hang văn phòng tỉnh ủy trước năm 1975. Đây là cái cứ điểm của quân du kích của mặt trận giải phóng miền Nam. Trước 75 họ ở đây để họ hoạt động. Và còn đi lên nữa, có thui. Còn đi vào nữa các bạn, nhưng mà thôi, mình đi tới đây mình qua chỗ ra nhé. Cái hang này còn rất là sâu. Giờ mình đi cho xuống tới đây rồi, ngay đây là ngay ngã ba, lúc nãy mình đi lên cứ hướng bên đây à. Rồi bây giờ mình đi qua phía bên phải, là phía bên đây lên thử xem sao. Bên đây có cái đường đi lên, đây cũng có cái đường lên trên nữa để mình đi thử cái xem sao nữa. Còn đây là cái đường để phía dưới mình mới vừa đi lên. Đây cũng là một cái hang nằm trong cái hệ thống liên quan của cái hang động văn phòng tỉnh ủy này. Có thể nói là rất là rộng mà sâu nữa. Lúc nãy mình đi tới đó rồi, thôi mình đi trở ra, mình không đi sâu nữa. Rồi bây giờ ở đây có cái đường đi lên để mình quan sát coi này đi lên là đi lên đâu nhá. Chúng ta đi lên tới miệng hang, nhưng mà còn ở trên đỉnh đồi Ô Tà Sóc nha. Chúng ta quan sát trước mặt các bạn, đó là cái đường mình mới vừa đi lên. Nhưng từ cái vị trí này, lúc nãy mình đi vô cửa hang của cái hang văn phòng tỉnh ủy, mình đi đường bên kia. Còn đi ra thì mình đi đường ở phía mình vừa quay cho các bạn xem đó. Thì bây giờ bắt đầu mình đi trở xuống, nhưng mà không biết cái đường nào để đi xuống đây. Phía trước mặt các bạn đó là cái đỉnh núi, và hiện bây giờ mình đã dò được cái đường đi trở xuống. Bây giờ là mình đã đi xuống tới ngay cái vị trí lúc nãy là có một con suối đó, cái nhánh suối chảy xuống dưới chân núi. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi dài xuống nha. Này phải đeo bám thế này à.
Nãy giờ mình cũng đã đi tham quan một vòng ở trên cái đỉnh núi Otasok, nơi có hai cái hang động ẩn nấp cũng như hoạt động của lực lượng quân du kích trước năm 1975. Và lúc nãy mình đi vào đó thấy nó rất là huyền bí, đi mà có cảm giác như lạnh cả cái xương sống, rồi thậm chí là mình phải khấn âm thầm ở trong lòng. Đi một mình vào cái khu vực này có thể nói là thấy ngán quá. Nhưng mà mình thì lại thích khám phá những cái nơi huyền bí, những cái nơi mà ít người lui tới như thế này. Mình đi từ ở dưới chân núi lên tới hang của văn phòng tỉnh ủy, gần như là không thấy một bóng người nào hết. Xung quanh là rừng cây. Rồi hiện bây giờ thì mình đang ngồi ở cái đường đi xuống, nghỉ mệt tí xíu rồi sau đó mình mời các bạn chúng ta sẽ đi tiếp tục tham quan cái đồi Hoa Thiên Lãnh. Ở trên đó cũng có những cái hang động, cũng là cái cứ điểm ẩn nấp của cái lực lượng quân du kích thuộc Mặt trận Giải phóng miền Nam. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục hành trình đi dưới xuống.